rồi. Family. Hả? Family. À, gia đình của cháu là ai á hả? Nó hỏi gia đình của cháu là ai? Gia đình của cháu là tôi nè. Đã, gia đình. Đó, bà ngoại của cháu đó, her friend mà. Đó, gia đình của cháu đó. Family đó, her family đó. Cô nói xin cô nói cái cháu hả? Ủa nó kêu chị Loan bận gì mẹ? Hả? Con trai kêu chị Loan bận gì? 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 Ok, con nó con chào gì? Ờ, kêu gì tới lắm rồi, kêu mẹ con kêu chị Long chị. Nó mới kêu chị. Con nói con chào gì? Gia đình của cháu nè. Ok. Trời, hỏi gia đình của cháu là ai? Nè. Kêu đi gì? Hey. Con hỏi cháu, con hỏi cháu mấy tuổi rồi? Kêu lớn là Hey, nó mốt mà nó mốt về Việt Nam gì mua sô-cô-la cho cháu nha. À, con không biết, con không biết chơi miếng đi. Con không biết đi. Không chơi sao không sao? Không sao. Ôi trời ơi. Trời cháy đưa mặt cho cháu không á hả? Trời ơi cháu ơi. Đó đây nè, nói cháu ơi, nói cháu ơi gì ăn nữa nè. Không hoài luôn. Đó, cho cháu coi đó. Trời ơi cháu cắt cái máy giống gì quá. Cái máy tóc của cháu giống máy tóc của dì quá. I don't have this one to tell. À đúng rồi, con không có tóc giống giống kia, không có tóc tóc cột lên giống vậy. Cháu có cái này nè. Mai một ngày mai mẹ cột con nha. Để cho con giống cháu nha. Cháu cháu tên gì quên mất tiêu rồi. Tên gì con hỏi đi, cháu tên gì vậy? Cháu tên gì vậy? Nói lớn lên hỏi. Nói chết đi mà. Nói để vài tháng nữa gì về chơi cháu nha. Nói đi, mình hỏi cháu ăn sô cô la không? Cháu ăn sô cô la. Biết sô-cô-la không? Mặt. Con nói sao? Bless you. Bless you. Con hỏi coi, con hỏi coi cháu có muốn chơi với gì không? Dạ. Ngồi đàng hoàng. Cháu chơi gì hay không? Cháu chơi gì không kẹt? Muốn không? Hỏi cháu muốn học tiếng Anh không? Gì dạy cho. Tối ngày biết no. No. Chủ bà con nè. Ồ, tối về mất mẹ điện thoại rồi. Tối về mất bà điện thoại rồi. Bà ơi, hai ăn gì vậy hả? Bà ơi, hai giống như bà, giống như xăm mình luôn. Giống như xăm mình đi vậy hả? Quá anh trời của bạn ta á. Không vậy chứ. Hả? À, con hỏi đi, con hỏi đi. Ba, con hỏi ba của cháu đâu rồi? Xe hả? Hỏi lớn là đi xe ồn ghê. Hỏi, con hỏi ba của cháu đâu rồi? Ba của cháu lại ồi. Đâu rồi rồi? Bùi. Rờ. Giờ. Không phải giờ. Rờ rờ. Nè con này. Câu con này. Rờ. Và. Rồi. Bùi. Đúng rồi. 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 Rối. Bùi. Không mà không. Rối. Bùi. Ra. À. Ra. Ra. Rồi. Rồi. Rối. Bùi. Rơi. Rơi. Rụng. Rụng. Rơi. 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 Không có rơi, không có rơi. Rờ. Rơi. 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 Mommy. Chết cha, bị đớ đớt rồi. Mommy, where's your dad, mom? Thôi con bị nói đớt rồi. Where's your dad, mom? Con nói ba, con hỏi đi, ba của cháu đâu rồi? Ba của cháu vừa ồi. Không có ồi, không có ồi. Rồi. Rồi. Ba của cháu. Ba của cháu. Đâu rồi? Đâu rồi? Không có ồi, rồi. Rồi. Đúng rồi, dần giống, đã sắp đúng rồi, sắp đúng rồi. Rồi. Bùi. Không có bùi, bùi nè. Nè, con nhìn cái miệng mẹ nè. R ha, không lửa lên. Rồi. Rồi. R, r. R. Rồi. Rồi. Rơi. Rơi. Ra. Yeah. Rụng. Rụng. Róc. Róc. No, mom, don't say no. Bây giờ con phải học chứ, con nói chữ nó sai mà con kêu mẹ không vậy con. Step into the step. Yep. Cháu kìa. Nó hỏi, nó hỏi là ba của cháu đâu rồi? Hỏi mẹ của cháu đâu rồi? Mẹ của cháu đây rồi. Ồi nữa. Mẹ của cháu đâu rồi? Mẹ của cháu đây ồi. Ồi, thôi tao không dùng đọc với ồi.
nói sai rồi, chết rồi, không có biết nói Việt Nam mi rồi. Hỏi cháu ăn sikula không? Hỏi cháu có biết pichay mask không? Mommy. Ăn cheese với lại phô mai cho hết đi con. No, dip it in the cheese, mom. Dip vào con ăn đi. Nãy ăn một cây được rồi, con nói con mời cô chú. Cười cô chú. Đàng hoàng đi chơi. Hỏi cháu ăn không? Cô ung ư. Con hỏi coi cháu mấy ký rồi? Hỏi ơi, cháu mấy ký rồi? Đây, ta cầm đàng hoàng ra rớt là ăn đập á. Chùi tay vô khăn giấy. Ủa? Rớt rồi. Ông bà không bậy à? Rớt rồi. Rớt. Thôi mệt quá, nghỉ chơi đi. Rớt rồi. Nói đi rờ. Rớt rồi. Chó. Con chó con. Cá heo. Hey dad. Where's your dad? Con hỏi đi, ba cháu đâu rồi? Ba cháu đâu rồi? Ồi nữa. Ba cháu đâu rồi? Mom, let's play kissing time. You wanna play kissing time? Yeah. I'm too cool. Nhưng mà con phải ăn hết cái yogurt này đi mới chơi. Yeah, mẹ. Ủa chứ tại sao con kêu mẹ lấy ra làm chi vậy? Con hiểu rảnh gì á? Ấy. Rồi coi gì hả? Gì coi cháu, con cháu coi gì vô duyên nè. Rồi cô cháu ngồi rồi chay, cháu ngồi đưa nhìn, ngồi hiền khô rồi chay. Ngồi hiền khô à. Con nói không năng, trời cháu có cái vỏ đẹp dữ trời. Vỏ của chay. Vỏ dữ ta. Chơi hai vỏ đi. Quá dữ luôn. Let's go, sleepyhead. I'm kids. You call me sleepyhead. Con ngồi ra ngoài, mày cứ tắt cái máy cho ba ra cái. Thôi, mặt mày có gì không được đụng vô. Hả, you see that right there có nghĩa là gì? Mẹ có thấy cái đó không? Nói lớn lên mẹ thấy không? Hỏi coi. All you dirty things, mom. Mẹ có thấy không? All you dirty things, mom. Hả? Ờ, con đang chờ lấy cái đó ra hả? Mà hồi nãy con nói cho cô chú nghe con bơi với mẹ có vui không? Yes. Chay. Con bơi với mẹ có vui không con? Con ơi. Con bơi với mẹ có vui không? Mom, I want to push the playground. Con muốn chơi cái đó hả? Ừ. Uh-huh. Sao chứ gì đổi ý lẹ vậy? Chờ mẹ chứ. I'm waiting for you, mom. Hả? I'm waiting for you. Con đang chờ mẹ nè. Ừ. Ủa sao đi rồi? Sao nói con chờ mẹ rồi mà? Hả? Sorry, gì đi đã giờ về sorry. Ok. Nữa chơi đó nữa gần chút cái mẹ kêu con ấy là mẹ không con không chịu. Ok. Nói để dẫn nó đi mua đồ mà từ sáng giờ cũng chưa có dịp để dẫn nó đi nữa nè. Ngày mai là cũng có công chuyện rồi cũng không chưa đi được nè. Gì vậy trời?
trời ơi trời trời, bơi gì hai bậc dữ vậy, một bậc thôi, một bậc thôi, đúng rồi, bơi gì hai bậc kinh dữ ra, đúng rồi, ok, về xuống phòng tuồng nha, không có ngày nào mà nó không, trời đất ơi, nhảy đàng hoàng, nó coi á, nó coi tivi rồi nó thấy người ta nhảy đó, xuống, từ từ thôi, từ thôi nha, bữa nay là nó trơn lắm á, từ từ thôi. Từ từ thôi, bỏ xúc. Jady, that's dangerous. That's very fun. Không có fun, mẹ thấy cái đó nguy hiểm quá. Hôm qua thấy cái con, hôm qua thấy con bơi là cô chú là muốn té ngửa rồi đó chay nha. Hôm qua là con bơi là cô chú là thở không nổi là lên tăng sông luôn đó. Cô chú gọi điện thoại cho mẹ Ngân, cô chú gọi điện thoại cho mẹ đồ này kia là cô chú nói là cô chú bây giờ lên tăng sông luôn rồi. Nói con Ngọc là không có được cho con nhỏ bơi. Cô à, đó, con nhớ hồi bữa đi cái kiểu đó bị gì? Bị giặt môi. Bây giờ không có đi kiểu đó nữa. Bước lên cầu thang đi đàng hoàng. Hãy xuống ở đây mẹ chụp, không có được đi đường đó. Nếu mà con lên con bị giặt môi con khóc là lỗi do con nha, đừng đổ thừa mẹ nha. Mẹ đã nói trước rồi đó. Rồi con tự chọn cách nào đi là quyền của con, ok? Nói tiếng Việt. Tiếng Việt, tiếng Việt. Hả? Con không có thấy cái cầu thang hả? Con nói đi cầu thang. Cầu thang. Hả? Là sao? Không hiểu, mẹ con nói tiếng Anh mẹ không hiểu. Không hiểu luôn. Mẹ không có hiểu tiếng Anh. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn, không hiểu nói gì luôn. Con phải nói 100% tiếng Việt mẹ mới hiểu chứ con nói gì mẹ không hiểu. Sao muốn gì? Nói tiếng Việt đi. Con sao? Mẹ mẹ đau là gì? Không hiểu, không hiểu, chịu thua. Là tiếng Việt là cái gì? Nghĩa tiếng Việt là cái gì? Suy nghĩ coi. Trời ơi vậy mà nó chơi hoài. Là gì? Là gì? Tiếng Việt là gì? Là gì? Không hiểu. Hết mai sao tiếng Việt là gì? Con không có bị gì? Đau. Đau. Đúng rồi. Nó té xuống nó đâu có bị đau đâu, nó trượt xuống nó không có bị đau đâu, đừng lo, ý là vậy đó. Xuống. Thôi chay ơi, thôi nghỉ đi, thôi. Mẹ thoát tim cái cầu thang này quá chay ơi, thôi nghỉ đi vô. Không chơi nữa, không chơi nữa. Trời ơi, fun cái gì, vui cái gì kỳ vậy? Nói tiếng Việt coi. Là gì? Không hiểu. Mẹ mẹ cái hộp gì ở trên đó vậy? Mẹ ơi cái hộp gì đó? Lớn lên. Mẹ ơi cái hộp gì đó? Nói đi, mẹ ơi cái hộp gì đó? Cái hộp đó là chắc cái hộp đó để con muốn mày lấy không? Con muốn mày lấy cái hộp đó không? Con nói dạ muốn mẹ. Lớn lên. Dạ muốn mẹ. Ok, rồi đi lại coi mẹ không? Đi lại coi mẹ lấy không? Rồi coi mẹ lấy cái hộp đó cho con nha. Rồi con đứng ở dưới đi. Dưới đi mẹ lấy cái hộp cho mày thải xuống ngang. Cái hộp này chắc mày đừng nghĩ đứng gì ở đây nè. Ôi không, cái hộp đó bị phá lại rồi. Cái hộp đó bị lóc lại rồi. Bị lóc đầu, cái hộp bị lóc đầu lại rồi. Thôi. Đi xuống nha. Dập môi nha, té dập môi nha, nhớ không? Dập môi là còn là ấy, còn gãy răng nữa đó. Đang bình yên nghe chay, mẹ bận lắm nghe chay, không có thời gian để đi nha sĩ đi lên đi nhổ răng đâu nghe chay. Sao? Mẹ ơi. Ồ, con chay bữa đây bây giờ nó leo lên kìa.
nó leo lên cái nhà đó rồi cô chú ơi. Cô chú coi nhà bên đây là không có người ở mà cô chú thấy nè, để cho cô chú coi. Wait, nhà này á, cái sân không có luôn á, chỉ là vậy thôi đó, rồi là hết cái căn nhà vì sao luôn á, cái sân rất là nhỏ luôn mà thấy không ai ở đó. Nhà đó à, mong mốt chay mua cho mẹ nhà đó đi chay, mẹ cho con nhà này, con mua cho mẹ nhà kế bên đi nha, mẹ cho con cái nhà này nè, cái nhà đang đứng nè. Rồi xuống đây nè cô chú coi nè, trời ơi cái nhà gì rác không nè cô chú nè, phải không chay? Xuống đây coi nói cho cô chú nghe cái nhà rác không sao. Bực à, cũng bực á hả, à con nhà rác không mà con bực vậy đó hả, bởi công nhà làm biến gì. Ngồi xuống đây, ngồi xuống, không được cắn bóng tay. Thì sao con cắn bóng tay chứ, để tới tay trên miệng chay xạo ha. Nè chay nói cho cô chú nghe, mấy người này làm biến sao chay, chay à mấy người này làm biến y chang chay luôn phải không chay? Ừ. Phải không con làm biến không? Ừ, đó thì đó là miếng y chang như con, là con giận người ta chứ. Nhưng mà nó gonna play with this yucky garbage. Ôi trời, nó không có chơi với mấy cái rác rến dơ này nè cô chú nè. Chứ con có sạch đâu, con nó con không chơi với rác dơ. Hi, funny noise, huh? Mom, mom, get off the window. Nói tiếng Việt thôi. Tiếng Việt. Meow meow. Mẹ, open the windows up there, mẹ. Đâu, mẹ đâu mở được đâu. Ok, mẹ. Nhà ăn chay đẹp ghê luôn mà có cái dơ quá. Nhà đẹp mà có cái ở dơ quá. Mom, somebody threw garbage. Ai sẽ rác ở đây? The people. Bực that's sao? That's such a big people. Bực sao? Mọi người kìa. Oh look, mom, look at up there. Gì vậy? You see that dirty up there, mom? Ừ, đúng rồi, trên đó dơ luôn. Con nói mẹ ơi, trên đó dơ. And look, chừng nào, it's everywhere. Chừng nào mà mình xuống đây lại, mẹ mua cho con cái nhà mới nha. Uh-huh. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Mom, I found this. Oops. Đúng rồi, hồi nãy mẹ chỉ làm sao? Đúng rồi. Ê, đúng rồi. Thấy chưa, có con đâu có cần mẹ giúp, con chỉ cần mẹ chỉ cho con một lần là cái gì, bởi con thấy cái gì mẹ cũng dạy con không chay. Mom, look at that small window, mom. Không phải tự nhiên mà mình biết hết đâu con, mình phải học hết đó con, từ cái việc nhỏ nhất. Oh mom, bye mom. Ồ, con đi làm hả? Con đi làm, con nhớ mua trứng, với cơm gì cho mẹ nha. Oh mom, bye bye. Bye bye up here, mom. Bye bye đi đâu ạ? Bye bye go shopping up here, mom. Con đi shopping hả? Yeah. Shopping mua gì? Shopping mua french fries and Barbie. Mua french fries với lại Barbie hả? Yeah. Ôi, giờ nó thích chơi Barbie rồi, con chú nha. Food Barbie, mom. Hả? Food Barbie. Ừ, giờ nó là nó thích chơi Barbie, nó thích chơi búp bê rồi. Oh, I will choose this. Rồi, có mua cho mẹ gì không? Dạ, mẹ chưa chẳng. Mua gì vậy? Mẹ french fries and vegetable. Thôi đập cho con cái giờ. Vegetable mất mới đứng điệu. Oh, maybe garbage. Here you go, garbage can. Ew, you call me garbage can? Yeah. I call you super chai. Đúng rồi, dục xuống nó đi chút mày ra mày lụm. Dục xuống đi cho mày lụm. Ừ. This cup is so annoying. Are you down here, mom? Nói tiếng Việt coi. Are you down there? Tiếng Việt. Mẹ, are you down there, mẹ? Mẹ ở dưới hả? Yeah, dưới mẹ. Ừ, mẹ dưới nè con. Mom, that's such a cool house, mom. Oh, cái nhà này cool quá hả con? Please, can you buy it, mom? Nhà này của con mà. Mom, please, can you buy another one? Mua cái mới hả? Lý do làm sao phải mua cái mới? Because it's too dirty. À, cái này dơ quá hả con? Thì dơ thôi mình dọn đi, chứ giờ mua cái mới tốn tiền quá, tiền đâu mua.
dơ dọn đi. Bước cái chân trật rồi, trật rồi, trật rồi, đó đúng rồi, trật xuống, bước xuống, bước xuống cái nữa. Đây, ngay chỗ này đây. Giờ dơ thì con dọn đi cho nó sạch. Chứ không lẽ giờ cái gì mình, cái gì cũ mình, còn bây giờ cái giờ cái gì dơ mình cũng giục mình mua cái mới hàng sao? Mình phải dọn thì nó mới mới chứ. Ok. Ok. Chìa khóa đó coi chừng rớt dập chân bây giờ á. Nghe sao bà chi? Sao bà chi? Mong tiếng hồ đi phong đi. Nói tiếng Việt coi. Mẹ tiếng hồ đi phong đi. Mẹ mẹ làm sao? Tiếng Việt là làm sao? Oh. It's locked. Mẹ ơi sao? Tiếng Việt sao? Mẹ mẹ cầm giùm con. I'm not grabbing con. Đúng rồi. Không. Mom. Không mày mới. Mom, where's the... Không mày mới. Mom. Không mày mới đi. Mom. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, look my stomach. Ôi trời 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 trời. Cầm cái bú đó coi chừng rớt dập chân á. Can you help me fix this? Nói tiếng gì coi. Mẹ, can you help me fix it? Giúp gì? Giúp con fix it, mẹ. Giúp con sao? Giúp con. Không được, không được, không được, không được cầm. Đưa đây, 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 trả, trả. Ngay lập tức và luôn, không được chơi cái này. Mommy, không được, không được, không được, con còn còn nhỏ, con chưa có biết cái này, nó dập cái chân con rồi, con nó sốc con là chết bà nội luôn đó cha. Mom, can you do it, mom? Không, không, mẹ không làm đâu, đây này, mẹ làm nha. Rồi, xong. Rồi, sửa rồi đó. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Tao đập con này quá. Shibachi này. I'm a farmer. Hả? I fall into slide. Không có, con nếu mà con đứng nó đàng hoàng thì con đâu có té. Con là Shibachi mà. Hey! Mom, you can stretch my shirt. Chú 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 chú. Si ba chi, con si 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 ba chi. Hey, this is such a good house. Hmm.